Kính thưa quý vị đã cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề, và hôm nay thì chúng ta nói đến đời sống của chúng ta, đặc biệt là tại thành phố Garden Grove. Thế thưa ông nghị viên Phát Bùi, cái việc đầu tiên và cũng là cái lý do duy nhất để những cái camera đó có mặt ở 8 cái traffic light ở trong thành phố Garden Grove là thành phố và người dân mong mỏi là giảm đi tất cả các tai nạn. Điều đó nó có phù hợp đúng với cái sự thiết kế 8 cái camera đó không, thưa ông Phát Bùi? Theo như những cái thống kê mà chúng ta đã có được, thống kê của cảnh sát Garden Grove thì hầu hết đa số ở những 8 ngã tư đó, cái vấn đề mà tai nạn nó có giảm đi. Vâng. Theo cái thống kê mà của một cái cơ quan mà biệt lập tên là Safer Street Los Angeles, họ lấy những cái tai nạn đụng xe ở những ngã tư đó từ tiểu bang thì nó lại đưa ra cái nhận định hoàn toàn ngược lại, và chúng tôi chỉ nhìn vào con số thôi. Thì cái con số này nó cho thấy có những năm cái tai nạn lưu thông nó tăng lên, có những Ồ. năm sau khi đặt cái camera có những năm cái tai nạn nó tăng lên, mà có những năm nó giảm đi, có những năm nó còn tăng nhiều hơn là những năm trước khi mà chúng ta có cái camera đó, nhiều nữa là khác. Thế thì thưa ông nghị viên, ông có điều kiện nói chuyện trao đổi với một vài nghị viên của thành phố ở Santana, có thành phố Westminster cũng như thành phố Fountain Valley, thì chắc có lẽ cũng khó để thuyết phục người ta khi nói rằng vì những cái camera đó mà nó giảm toàn bộ cái tai nạn, vì những thành phố kia họ đâu có camera, họ cái tai nạn họ cũng đâu có gì mà đưa đến một cái tình trạng đáng lo sợ đâu, thưa ông nghị viên. Anh đưa ra cái điều cũng cũng rất là thú vị, nhưng mà cá nhân tôi thì tôi chưa, và vì mình nói với một nghị viên thành phố khác mà họ không có đưa dữ kiện một cách cụ thể thì chúng tôi không dám dựa vào những cái điều đó. Chúng tôi chỉ dựa vào những cái data cụ thể ở ngay thành phố Garden Grove. Thì cái những data này chúng tôi đang yêu cầu Sở Cảnh sát thành phố Garden Grove xác định là cái data ở thành phố xếp của cái cơ quan Safer Street Los Angeles á, mà họ lấy từ tiểu bang đó, có chính xác không. Nếu mà chính xác thì tôi đi đến cái kết luận là có cái camera đó, nó có năm nó làm giảm, có năm nó làm tăng, thì không thể kết đoán được. Mà nếu đã không có cái một cái dữ kiện mà nó làm cải thiện một cách cụ thể đó, thì chúng tôi nghĩ là đâu có lý do gì để mà mình giữ cái camera làm cái gì. Thế thưa ông nghị viên, khi chúng ta giữ những cái camera ở những cái đèn mà traffic như vậy á, thì nó có làm cho cái người lái xe có những cái sự gì có thể nói là confused hay là lúng túng hay là làm cho người ta không hài lòng lắm không, thưa ông nghị À, viên? có thứ anh, dĩ nhiên những cái người mà bị phạt cái ticket thì họ không Ồ hép, họ dạ. không có vui rồi, đúng không? Nhưng Ai mà cũng vậy thưa thôi. ông nghị viên Cái thì chuyện đó không phải không chúng phải ta là vấn quan đề tâm rồi. đến. Dạ ông. Cái điều mà chúng ta thấy đó là ở một vài ngã tư đó, vì có, mà cái điều này là cảnh sát cũng có Có kiểm nói. chứng, có nói Dạ. là ở một số ngã tư thì những cái vụ việc mà đụng xe mà theo cái kiểu ủi đít đó nó tăng Vâng. lên. Ồ, cái Nó những cái ngã tư mà có đèn có cái có cái camera. camera thì Vâng. cái đụng xe mà từ sau đụng tới đó nó tăng thêm nhiều hơn trước khi mà có cái camera. Lý Như do vậy tại sao? là chứng tỏ cái chiếc xe trước, vì lúc mà thấy bất chợt đang chạy nhanh mà thấy có dấu hiệu là có cái camera, họ người ta tức tốc người ta thắng lại thì làm cho cái tai nạn ủi đằng sau đến, có phải Vâng, không thưa? lấy thí dụ như là chúng ta thấy mới chạy đến ngã tư nhìn lên thấy đèn vàng Dạ. thì sợ bị chụp hình, thành ra thắng gấp thì xe đằng sau nó không, nó nghĩ là xe kia sẽ vượt tại vì cái đèn vàng đó còn đủ giờ. Vâng. Nhưng mà vì người này sợ thắng gấp, thành thử ra xe sau cứ đinh ninh xe kia sẽ chạy chạy tới. Xe này không đề phòng trước, thành ra đụng vô sau sau ít. Vâng. Thì cái dữ kiện đó, cái thống kê đó nó nói rất rõ ràng. À, nó không, chúng ta không phải là đoán cả, đó là cái là dữ kiện. Thì đây là một cái tốn kém cho tai nạn đụng xe Dạ là vâng. phải đi sửa xe. Vâng. Phải không? Tiền bảo hiểm sẽ tăng lên. Ngoài cái vấn đề tiền phạt ra không nói, những cái chuyện khác không nói. Thì những cái tốn kém này là những cái mà chúng tôi nghĩ rằng hội đồng thành phố cần phải cân nhắc và nhìn từ nhiều góc cạnh rồi đi đến cái quyết định là nên duy trì hay không nên duy trì. Thì hy vọng cuối tháng 9 chúng ta sẽ có một cái câu trả lời chắc chắn là giữ hay bỏ cái đèn chụp này. Thế thì thưa ông nghị viên, khi mà những cái buổi họp có những cái thời giờ để cho tất cả cư dân thành phố hoặc là những người có điều kiện ra trình bày, những cái điều đó nó có làm ảnh hưởng đến cái quyết định của quý vị hay chỉ đó là những thủ tục mà thôi? Nó có ảnh hưởng chứ, bởi vì điều đó nó cho chúng ta thấy là
cư dân quan tâm đến cái điều này thì chúng ta phải quyết định một cách cẩn thận hơn. Hội đồng thành phố luôn luôn phải dựa quyết định của mình trên cái vấn đề làm cái gì đúng và nó có lợi cho cư dân. Thứ hai, dù nó có hay không đi nữa, cái áp lực của cư dân là cái lá phiếu. Chúng tôi là những cái người được bầu lên để phục vụ quý vị, thành ra cái ý nguyện của đa số người dân là cái điều mà chúng tôi phải chú tâm đến. Thành ra cái trong những cái buổi họp như vậy, chúng tôi nghĩ quý vị nên cố gắng bớt chút thì giờ đến để tham dự các buổi họp ở hội đồng thành phố. Thế thì thưa ông nghị viên, nếu bây giờ những người dân thành phố Garden Grove họ lo sợ về cái vấn đề duy trì, nếu cứ tiếp tục duy trì những cái camera ở những cái traffic light đó, thì họ phải lobby, họ phải vận động như thế nào với các ông nghị viên ạ? Cái việc mà dễ dàng nhất là email hoặc là gọi phone cho các nghị viên của thành phố để bày tỏ cái quan điểm của mình, chống hay là không chống cũng đều bày tỏ cái quan điểm của mình. Việc thứ hai mà nó hữu hiệu hơn nữa là chúng ta đến cái phòng họp của thành phố, không nhất thiết là trong cái kỳ họp mà nói về cái việc này, bất cứ cái buổi họp của thành phố mỗi thứ ba, mỗi hai tuần, chúng ta đến đó, chúng ta ghi danh lên phát biểu nói 2-3 câu, nếu không nói được tiếng Anh thì sẽ có người thông dịch. Và chúng ta phát biểu, chúng ta nói chúng tôi quan tâm đến cái vấn đề này và đưa ra cái ý kiến của mình. Thưa ông nghị viên, trong trường hợp mà người ta nhận định được cái ưu điểm của cái vấn đề nên duy trì cái đèn camera ở những cái traffic light đó, ông có thấy điều đó có ở trong cái việc cần phải duy trì đó không thưa ông nghị viên? Anh hỏi cá nhân ý kiến tôi là nên hay không nên? Theo tôi hỏi ông là ông nghĩ rằng ngoài những cái vấn đề gọi là không được mà chúng ta cho rằng là tích cực trong cái việc duy trì cái đèn xanh đèn đỏ, thì có cái nào mà chúng ta nghĩ rằng cần nên duy trì cái camera ở những cái đèn xanh đèn đỏ đó không? Chúng tôi nghĩ rằng là cái việc quan trọng nhất là cái vấn đề mà an toàn lưu thông, bởi vì chúng ta không bao giờ muốn người thân của mình lại bị lâm vào cái tai nạn ở ngay ngã tư đường như vậy. Dạ vâng. Thành ra chúng ta cần phải nhìn từng cái ngã tư một và nhìn cái dữ kiện data để xem là nó có tăng hay nó giảm. Có thể có một số những cái ngã tư chúng ta bỏ đi. Được. Và một vài ngã tư mà chúng ta thấy nó có hiệu quả thì chúng ta duy trì. Đó là một cái giải pháp. Giải pháp thứ hai là giữ hết cả 8 cái đó. Và giải pháp thứ ba là chúng ta bỏ hết. Xin hỏi ông nghị viên một câu hỏi này mà có thể nói rằng tôi biết rằng là không biết có nên hỏi hay không, nhưng mà tôi suy nghĩ thì tôi cũng cần hỏi ông nghị viên. Thế cái hãng đó họ cần lobby quý vị, họ donate tiền cho quý vị vào những cái quỹ tranh cử của quý vị, liệu cái điều đó nó có xảy đến trong những cái cuộc mà quyết định về cái số phận của những cái camera ở trong cái 8 cái đèn traffic này không thưa quý vị? Theo như tôi biết đó thì họ chưa hề cho tiền donation để trong cái quỹ tranh cử của 5 người nghị viên ở trong hội đồng thành phố này. Nhưng mà nếu họ cho và cảnh sát được không? Họ cho nghiệp đoàn cảnh sát hay là cho những cái gì của những ông ứng cử vào những cái chức vụ gì đó thì có được về không? Về khía cạnh luật pháp thì họ được phép cho. Được phép cho được đó phép thì cho. Chúng tôi hỏi như vậy. Nhưng mà tôi không biết là họ có cho hay không. Yeah. Riêng cá nhân tôi thì cho hay không cho, tôi nghĩ nó không phải là vấn đề hợp pháp hay không hợp pháp mà nếu họ cho tôi sẽ không nhận. Vâng, cảm ơn ông nghị viên rất nhiều. Kính thưa quý vị, chắc quý vị cũng đã thấy rằng người dân ở thành phố Garden Grove rất quan tâm và họ bàn cãi rất nhiều đến cái vấn đề liệu có nên duy trì những cái camera ở trong 8 cái traffic light ở trên địa bàn của thành phố Garden Grove. Đó là lý do chúng tôi hôm nay mời nghị viên Phát Bùi. Chắc quý vị cũng biết rằng đây là nhiệm kỳ đầu tiên của ông nghị viên Phát Bùi, nhưng ông ta rất gần gũi và có thể nói ông ta rất năng động trong những cái công việc mà liên quan đến người dân của thành phố Garden Grove. Đó là lý do mà chúng tôi có sự hiện diện ở đây. Những điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi đạo đạp với đưa lên ông những cái điều cần nên duy trì hay không duy trì. Kính thưa quý vị, đó là vấn đề của các cá nhân của ông nghị viên và việc làm của ông, nên chúng tôi không có một cái ý nghĩ gì về. Nhưng mà những tin tức chúng tôi đưa ra thì luôn luôn chúng tôi hỏi để có những cái dự kiện dễ dàng cho quý vị theo dõi được những gì đang xảy ra trên địa bàn của thành phố Garden Grove. Chúng tôi, quý vị đang cùng với chúng tôi qua chương trình mỗi tuần một vấn đề và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.